Đây là câu chuyện về người đàn ông một vợ ba con nhưng vẫn được tận hưởng cuộc sống yên bình. Con không la khóc, vợ không cằn nhằn lương lậu. Còn công việc của anh hả? Sáng ra bờ suối, tối vào hang, thịt cá rau răm luôn thì sẵn sàng. Kia. Chú biên kịch thân mến, anh có hai câu hỏi quan trọng như diêm họng. Xin cứ tự nhiên như thằng điên, như cô tiên, nhà sản xuất kính yêu của em. Sự nhớt, ở Mỹ bắt cá suối mà đòi ăn rau răm là làm sao? Muốn yếu sinh lý hay gì? Cái này hơi kỳ ha. Thôi để em bỏ rau răm ra. Công nhận anh để ý tiểu tiết ghê. Còn cái thứ hai nó bớt tiểu tiết hơn à. Dạ, xin anh khai sáng. Anh nhớ anh đặt hàng chú là phim tận thế kinh dị mà phải không? Đúng rồi, phim tận thế mà. Nó chưa tới chỗ kinh dị thôi. Vậy thì có liên quan gì tới anh chàng một vợ ba con mà vợ không khóc và con không la? Tại vì mỗi khi mà có ai mà gây ra tiếng động á là có quái vật nó lao ra đập chết liền. Ăn thịt hả? Không, mình thích thì mình giết thôi. Thì đó, mấy con quái vật tụi nó khùng lắm anh. Rồi, chúng ta có một bộ phim kinh dị tận thế, có con quái vật bị khùng, rồi có gia đình hai vợ chồng ba đứa con, ai làm ồn thì chết. Rồi kể nghe coi chứ. Ok, để em kể anh nghe. Năm 2020, ngày 89 từ khi quái vật tấn công, gia đình Abbott đến thị trấn tìm thuốc cho cậu nhóc Marcus đổ bệnh. Trong lúc cả nhà đi nhẹ, nói khẽ cười duyên, thì bé Út chạy tứ tung, suýt chút đổ bể đồ đạc. May mà cô bé Regan chụp lại kịp. Stop here. Ủa, đi kiếm thuốc thì một người lớn đi thôi chứ mắc gì kéo bầy đàn thê tử đi chi vậy? Rồi sao không coi thằng Út cẩn thận? Bộ không biết con nít là chuyên gia làm ồn hay gì? Thì đó, mấy người trong phim này á, khùng lắm anh. Nãy nói ngày nhiêu rồi? Ngày 89. Ngày 89 rồi chưa rút kinh nghiệm luôn ha. Thì đó, khùng lắm. Mà sắp rút được kinh nghiệm rồi. Bé Út đòi chơi máy bay đồ chơi nè. Anh chồng Ly sợ thằng nhỏ làm ồn, gỡ hết binh ra liền, rồi để binh, để đồ chơi đó đi về. Trời đất, để xuống ngay trước mặt tụi nhỏ. Bởi vậy tụi nhỏ bốc lên, gắn binh vô, mang theo chơi. Oh my god. Trên đường về bé Út đi sau cùng. Sao lại để nó đi sau cùng? Bật cái máy đồ chơi lên. Rồi xong. Tội thằng nhỏ, nhận cách xê sớm quá. Còn nít mà, càng nhỏ càng không hiểu chuyện, càng chết nhanh. Bà má nó chắc rút được kinh nghiệm thương đau quá phải không? Rút được kinh nghiệm đau đớn lắm. Câu chuyện tiếp diễn ở ngày 472. Lúc này cô vợ Evelyn đã mang bầu sắp đẻ. Quá được có bầu, rõ ràng là không có rút được kinh nghiệm gì hết. Trời ơi, ta nói một thằng nhỏ mấy tuổi còn coi chưa xong nữa, bây giờ đẻ ra đứa mới oe oe oa oa cả ngày làm sao mà nó sống nổi. Thì anh thông cảm chứ, thời buổi tận thế giờ kiếm đâu ra bao cao su mà xài hoài anh. Ê, rồi hai người đó quấn nhau kiểu gì, không lẽ làm tình rồi không rên một tiếng luôn. Không ấy, mình được đi vô chi tiết anh, phim này đủ 18 cộng rồi. Thôi được rồi, bỏ rau răm vô lại thực đơn đi. Hả, rau răm gì? Cái rau răm hồi đầu clip đó bỏ vô lại đi chứ, cha này mạnh dữ thần, 3-4 đứa chưa xong nữa. Rồi tụi quái vật còn đó không? Còn chưa anh, mấy đứa nhỏ chơi cờ tỷ phú với nhau, vô tình gạt đổ cái đèn dầu, hú hồn hú vía ghê quá. Họ không có điện hả? Có chứ, điện đóm đầy đủ, có pin năng lượng mặt trời luôn mà. Ủa vậy mắc cái giống gì xài điện dầu? Thiệt đó, nhà này khùng mà, lỡ gây tiếng động xong nghe thấy trên nóc nhà bang 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 bang, hết hồn con trồn. Ê, nó bậy bạ nha. Không, có con trồn thiệt mà, nó đạp rầm rầm trên mái tôn luôn. Như vậy rồi tụi quái vật xuất hiện giết con trồn liền. Không, tụi nó chờ con trồn chuồng êm ru tới chỗ xa xa chút xong mới đập chết con trồn. What the quái vật? Tới ngày 473. Ê, stop here, nãy mới nói ngày nhiêu rồi? 472. Bây giờ ngày nhiêu? 473. Vậy tức là ngày tiếp theo thôi mà. Thì mình gọi bằng số nghe nó nguy hiểm hơn liền. Cái có lý, có lý. Ngày 473, Ly đưa Marcus đi bắt cá dưới suối. Đây là chỗ họ có thể nói chuyện thoải mái, thậm chí là la hét luôn. Gì? Không sợ quái vật? Vì ở đó có một thác nước. Tiếng thác nước lớn quá cho nên sẽ át được cái tiếng mà họ la hét luôn á. Cho nên là không sợ quái vật. Oh wow, thác nước. Thác nước, không ngờ luôn phải không? Hay, hay. Ủa rồi sao cả nhà không dọn tới thác nước ở đi cho nó an toàn, rồi lỡ có đẻ đái gì đó thì cũng không có sợ bị ồn nữa. Wow, không ngờ luôn phải không? Thật ra thì cái thác nước đó nó là có ý đồ chứ gì biết. Rồi biên kịch mấy người khoái cài cắm lắm. Lát cuối phim chắc thác nước xuất hiện giải cứu mọi người phải không? Cuối phim có thác nước tới cứu mọi người. Để tao coi sao nha. Trở lại câu chuyện. Trong khi đó thì Evelyn đang giặt giũ ở nhà. Cô kéo túi đồ từ dưới hầm lên thì móc phải cái đinh, suýt sắp mặt. Vô tình cái đinh ở bậc thang gỗ đã bị kéo chĩa thẳng lên, báo trước một tương lai vô cùng nguy hiểm đang chờ đợi. Stop here. Sao giữa cầu thang lại có cái đinh? Cầu thang gỗ mà, cầu thang gỗ có cái đinh vậy nè, cái xong nó móc lên thành vậy. Cái đinh làm cái gì ở giữa cái cầu thang vậy? Thì người ta đóng cái đinh vô. Đóng vô làm cái gì? Ai lại đóng cái đinh vô giữa cái cầu thang? Chuyện này anh hỏi mấy anh thiết kế trong đoàn phim giùm em nha. Cái đinh để làm chi? Lan quái vật đạp vô phong đòn gánh chết hay gì? Không anh, Evelyn đạp. Cô vừa vỡ ối sắp sinh, đang đi xuống hầm thì đạp phải đinh, đổ bể đồ đạc. Quái vật kéo tới. Ôi chết cha rồi, làm sao? Cô ráng leo lên lầu, chui vô bồn tắm để sinh em bé. Còn ở ngoài thì Marcus bắn pháo bông đi đùng luôn.
ồn quá trời nên con quái vật bị hút qua bên pháo bông, không nghe thấy tiếng em bé khóc. Trời ơi, nhà này sản xuất pháo lậu hả? Hả, sao pháo lậu anh? Chứ pháo bông đâu ra mà bắn cả tiếng. Mắc gì bắn cả tiếng, bắn vài phút được rồi. Ủa kỳ vậy? Vài phút sao kịp sinh em bé? Thường ta sinh đẻ là tốn cả tiếng đồng hồ trở lên luôn á. Evelyn sinh bao lâu? Dạ 5 phút. Oh wow. Trở lại với mấy đứa nhỏ ngoài đồng thì Marcus với Regan chạy trốn con quái vật, cả hai lọt vào cái kho trữ bắp luôn. Chỗ này á, y chang cảnh của phim Titanic nè. Cái gì? Cuối cùng thì hai đứa cũng thoát ra và trốn vào một cái xe bán tải cũ kỹ. Còn Ly thì đi lòng vòng kiếm cái rìu. Rìu chém chết quái vật hả? À, dạ không anh, cái rìu cầm lên cho ngầu vậy thôi, chứ quái vật á, súng bắn không thủng mà. Rồi anh ghê. Xong ảnh vừa cặp cái rìu bước ra thì bị quái vật tấn công. Ủa sao vậy? Ly làm ồn quá hả? Không, ảnh im ru hà. Nhưng mà lần này con quái vật nằm phục kích rồi đánh lén ảnh. Quá trời đánh lén. Con quái vật bị mù đánh lén thằng cha đi em ru. Thì đó, tụi nó bị khay khùng chứ ai khùng. Rồi thằng Ly nhận cách xe sớm luôn hả? Tưởng ảnh nhân vật chính mà. Chưa anh, ăn một đập thôi mà dễ gì chết. Cái này thường gọi là hào quang bất tử của nhân vật chính nè. Rồi mấy đứa nhỏ làm sao? Mấy đứa nhỏ sợ quá, hét lên trong xe hơi. Còn quái vật bay qua tấn công tụi nó. Anh Ly anh bèn đứng lên, hét một tiếng cứu tụi nhỏ. Còn quái vật bay qua, tản ảnh cái bụp chết queo. Quách đời nhân vật chính, hào quang của anh tắt lẹ ha. Không ngờ luôn phải không? Sao sẵn cái rìu đó không ném qua chỗ khác đánh lạc hướng mà đứng đó hét lên chi vậy? Không ngờ luôn phải không? Rồi, tụi nhỏ làm sao? Tụi nó nổ máy xe, lái đi, bỏ trốn an toàn về với mẹ. Hai đứa nhỏ lái một chiếc xe bán tải đi an toàn. Ý anh đừng có vội thấy vô lý nha. Cái ngày tận thế mà thì con nít nó cũng phải biết lái xe chứ. Rồi cũng đâu có công an đâu mà để phạt. Stop, anh không có hỏi cái chuyện đó. Ý chú á là một chiếc xe bán tải cũ kỹ, nó lái đi êm ru luôn, quái vật không nghe thấy gì luôn. Không ấy anh qua bên Tesla, anh xin tài trợ chiếc xe điện chạy cho nó êm. Quen biết gì mà xin. Không ấy quái vật lúc đó là nó đang bận xẻ thịt lột da anh Ly á, cho nên là nó mặc kệ chiếc xe luôn. Sao nãy nói nó giết thôi chứ nó không có ăn. Ai biết được. Tụi nó đam mê khám phá cơ thể người vậy thôi. Sinh viên nghèo hiếu học. Anh thấy mệt mỏi với logic nhà mày quá. Rồi chừng nào hết? Hết. Giờ hết nè. Hai đứa nhỏ chạy về căn hầm với mẹ. Ở đây Regan dùng dàn loa khuếch đại sóng âm từ cái máy khiếm thính của em, làm con quái vật nhạy cảm với âm thanh bộc lộ điểm yếu duy nhất của nó. Rồi Evelyn quất một cú shotgun, chết queo luôn. Ai dè tiếng súng nổ to quá, rồi mấy con quái ngoài kia nghe thấy hết, cả đám xông thẳng tới ngôi nhà. Nhưng mà Evelyn đã sẵn sàng đối đầu với chúng. Lúc nãy hả, anh cho một cú máy dolly vô cho em. Ôi, cổ lên đạn ngầu lòi luôn. Gì? Ngầu lòi luôn? Trời ơi, người ta mới sinh em bé xong, chồng thì mới chết nữa, ngầu được cái gì mà ngầu. Rồi không sợ tụi nó tới giết thiệt hả? Mắc gì sợ đâu anh, hết phim rồi, đánh đấm gì để phần 2 tính tiếp. Hả? Tính làm tới phần 2 luôn ha. Làm luôn anh, ăn tiền chắc. Phần 2 sao? Mình kể câu chuyện một người mẹ, ba đứa con phải sống trong cái thế giới tận thế như thế nào, nơi mà quái vật không phải là kẻ thù duy nhất mà những con người khác thì mới tớp, là anh hỏi phần 2 giải quyết phần 1 phần sao. Ok, phần 2 này mình nhảy về quá khứ đến ngày thứ nhất lũ quái vật tấn công trái đất và làm cách nào mà họ có thể trốn chạy. Tớp, anh không có hỏi quá khứ tương lai gì hết á. Giờ cái vụ quái vật tấn công tập thể nè, giờ giải quyết làm sao? Chuyện đó để phần 3 mình kể nha. Trời đất mẹ ơi.